đi đâu cũng quay về bữa sầu riêng ngon nhất và vấp ở chuồng. Vợ ngay chuồng nghệ sĩ. Đi đâu đi cũng ghé đây thôi, sầu riêng 4 mùa, 365 ngày. Vừa mỗi trái mà mùa này mà hơn 400k chơi. Trái to quá. Đây bán là 365 ngày luôn. Mùa trái mùa đúng mùa gì nó hết. Vì đăng ký kênh nhà đất Đoàn Vương nha. Sầu riêng Gò Vấp, chùa Nghệ Sĩ, phường 11. Cái cây tươi nhìn ngon, nhìn trái nào cũng ngon. Nhìn trái nào cũng ăn. Đó, cái cây tươi không ăn. Ngon lành, không phải chỉ có sầu riêng không. Đó, rất là ok. Mà trái cây thì ở đây nhiều thì ở đâu cũng nhiều. Nhưng mà có cái là riêng sầu riêng là 365 ngày bao ăn mọi mùa, mọi thời tiết. Đây, đầu đường Nguyễn Văn Khối, phường 1 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài kia là Lê Văn Thọ.